Tiếp theo em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Seiko. Thì chiếc này nó sẽ là dòng cũng khá là đẹp và em cũng đã về tương đối nhiều lần và hôm nay em về thêm được một chiếc, có mỗi một cái thôi. Chúng ta sẽ có thẻ nội địa, bảo hành nội địa của Valid Only in Japan. Bên cạnh đó là một cái hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy 4R35, 36, 37, 38, 39 và 6R15. Chung quyển hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái đồng hồ chính của chúng ta. Tình trạng của chiếc này thì nó là hàng mới, hàng săn sale được một chiếc các bác nhé. Đây là chiếc Seiko Preset SRI 132. Đây, các bác để ý cái mã SRI này nó là cái phiên bản nội địa Nhật, cho nên là các cái thông số cũng như là các cái chữ ở trên này nó đều bằng tiếng Nhật hết chứ nó không có tiếng Anh. Giá bán lẻ đề xuất của chiếc này là 64.000 yên cộng với thuế nữa, nó sẽ rơi vào khoảng 14,5 triệu. Giá bán lẻ đề xuất. Còn khi săn sale các đại lý họ có những cái chương trình sale. Hiện tại chiếc này bên em đang có giá bán là 9.950.000. Chiếc này thì tình trạng của nó là hàng săn sale, có một chiếc duy nhất. Size của chiếc này là size 40. Giày là 14,4 mm. Lắc to lắc của cái này là 47,2. Xin lỗi các bác, 47,4 mm. Dây của chiếc này là dây 20 và chóp dây ở dưới này là dây 18. Với size 40 nó sẽ hợp với lại anh em cổ tay 15,5 trở lên. 15, 16, 17 là đeo dòng này rất đẹp. Tay cổ tay trung bình chúng ta đeo cái này rất tuyệt vời. Không to, cổ tay không to không bé là đeo rất đẹp. Mặt đeo của chiếc này chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái vân chải tia sunburst nó hướng từ tâm ra ngoài. Nổi bật nhất trên chiếc này đó là cái kim power reserve. Hình rẻ quạt ở góc 12 giờ đến góc 4 giờ đây. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là 41 giờ tích cót. Thì nó đang tích cót, còn lại đang bao nhiêu là nó cái kim power reserve này nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Ví dụ như ở đây đang là 41 tiếng. Ở 12 bộ cọc số nổi là họ làm theo hình giọt nước. Và như kiểu giọt nước nó bắn ra từ tâm ấy. Rất là đẹp. Góc 12 giờ có logo của Seiko, chữ Preset, chữ Automatic. Và bộ kim hình lưỡi kiếm được làm vắt cạnh sang hai bên và chúng ta sẽ thấy kim dây ở cuối là có đính hình quả chám. Xuống đến góc 6 giờ đây là chúng ta có một cái sub dial hiển thị lịch ngày. Và xuống dưới này nữa là chúng ta có chữ Made in Japan và tên bộ máy. Cái này nó là cái vân tay đấy, chúng ta lau đi là hết. Các cái vân chảy tia tỏa ra từ tâm nó rất là đẹp. Cái này thì nó trang bị kính khoáng Hartley Crystal các bác nhé, kính khoáng cứng chống xước và nó là kính cong. Làm kính cong. Bên đây là chúng ta có một cái núm có khía cạnh và có logo chữ S của Seiko. Đây là các cái vân tay. Lau đi. Con này nó là hàng trưng bày thanh lý, cho nên là nó có những cái vân tay ở trên đồng hồ.
Con này nó là hàng trưng bày thì nó có cái giá 9 triệu mấy đấy. Thế còn nếu mà hàng mới là nó là 10, 11, 12 triệu. Hàng mới. Máy ở đây thì Seiko trang bị trước này là máy 4R57A, 29 chân kính, 21.600 tần số dao động và 41 giật tích cót. Ở đây Seiko có niêm yết đầy đủ các thông số. Sử dụng bộ máy calibre 4R57 với sai số hàng ngày cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày. Tự động có cót tay này. Dừng kim giây 41 giật tích cót, 29 chân kính, 21.600 tần số dao động, có kỷ lịch ngày, có Kim Power Reserve, Made in Japan và SRI 132. Ở bộ máy có đầy đủ chức năng hỗ trợ cót tay và dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ. Đầy đủ cả. Với size 40 nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay tầm 16 là đẹp, cổ tay trung bình. Chúng ta đeo dòng này đẹp. Rất đẹp. Thì anh em nào mà thích chiếc này thì hiện tại bên em đang có một chiếc với mã số là 2211 và có giá bán là 9950. 9 triệu 950 nghìn. Mã số là 2211, hàng trưng bày thanh lý các bác nhé.